Hai người đàn ông bị bắt giữ tại khu phố Hoa của New York vì nghi ngờ hoạt động hỗ trợ Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ vừa đưa ra tòa hai người đàn ông gốc Trung Quốc là Lu Chien-wang, 61 tuổi, và Chen Jinping, 59 tuổi, ra tòa. Với cáo buộc âm mưu hoạt động hỗ trợ chính phủ Trung Quốc mà không thông báo với chính quyền Mỹ. Cáo buộc hành động này là vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia. Trước cáo buộc của phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng bác bỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Uông Văn Bân ngày 18 tháng 4 đã lên tiếng bác bỏ và chỉ trích các thông tin từ phía Mỹ. Ông Uông nói rằng Mỹ đang đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và không có cơ sở thực tế khi hướng đến phía Trung Quốc. Đồng thời khẳng định Trung Quốc không can thiệp vào chủ quyền của các nước khác. Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động vu khống, bôi nhọ, thao túng chính trị và dàn dựng ác ý của phía Mỹ, ông Uông Văn Bân khẳng định. Ông kêu gọi Mỹ cần lập tức xem lại mình, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và những định kiến về ý thức hệ, dừng thao túng chính trị và bôi nhọ Trung Quốc. Hai người đàn ông gốc Trung Quốc đã bị bắt giữ hôm 17 tháng 4 tại nhà riêng của họ ở Bronx và Manhattan. Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội họ giúp chính phủ Trung Quốc thiết lập một văn phòng ở Manhattan và cố gắng che giấu bằng chứng về điều đó với FBI. Hai người bị cáo buộc âm mưu hoạt động như đặc vụ của chính phủ Trung Quốc và cản trở công lý, phải đối mặt với án tù 25 năm nếu bị kết tội. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng buộc tội 44 công dân Trung Quốc với kế hoạch đàn áp nhắm vào người Mỹ trên môi trường trực tuyến. Theo các công tố viên liên bang, hai người đàn ông này có mối quan hệ tin cậy lâu dài với các cơ quan nhà nước Trung Quốc, nơi đã giúp lén lút mở và vận hành một văn phòng nhằm công kích những người Mỹ phản đối Trung Quốc ở nước này. Bên cạnh đó, hàng nghìn tài khoản mạng xã hội ảo cũng bị phía Mỹ phát hiện đã tấn công bằng bạo lực mạng nhằm vào các công dân Mỹ phản đối Trung Quốc. Trợ lý Tổng trưởng lý Matthew Olson cho biết trong một tuyên bố gọi hành vi của những người này vượt xa giới hạn của hành vi nhà nước có thể chấp nhận được. Luật sư Breon Pitts từ quận phía đông của New York gọi văn phòng hoạt động của hai người đàn ông này là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Mỹ. Và chúng không được phép hiện diện ở thành phố New York hoặc bất kỳ cộng đồng người Mỹ nào. Văn phòng này đã bị FBI đột kích vào hồi tháng 10 năm 2022 và bị điều tra. Đến gần đây thì hai người đàn ông nói trên mới bị bắt. Sau khi FBI khôi phục được các dữ liệu đã bị xóa trong điện thoại di động của họ có kết nối với các quan chức tại tỉnh Phúc Kiến. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.